Hello anh em, chúng ta gặp lại nhau ở trong Phong Lăng Độ của Hồ Điệp Cốc nhá. Vừa rồi đã có một màn đại khai sát giới khi đã có bắt đầu nhiều ác bật chế độ đồ sát. Thời điểm khi bến thuyền vừa mở, không biết là công cuộc giải quyết ở cổng bến này đã hiệu quả hay chưa. Lát nữa chúng ta sẽ cùng lên trên thuyền. Vẫn còn rất nhiều những thành viên của anh em bang Ngáo này, xã Đoàn này, Phê này, Sưng Bá này ở dưới vực đầu bến. Giờ mình sẽ lên thuyền em nhé. Lát nữa đánh xong Tống Kim thì mình sẽ tổng kết vua Tống Kim, giống như là quay thưởng cho top 10 những nhân vật tuần vừa rồi. Vậy là M và xã Đoàn vẫn tiếp tục tập trung ở phía khu vực ô số 2 và số 5. Ở phía lùi sâu sau họ đó là anh em bang Sưng Bá và anh em bang Tao. Di chuyển một chút lên ở phía bên trên này, chúng ta có anh em bang Ngáo, anh em bang Phê và anh em bang Đập. Cái thế trận không có gì thay đổi anh em ạ. Vẫn là cái sự sắp xếp của các bang hội giống như mọi ngày thôi, không thay đổi chiến thuật như thế này thì không biết kết quả nó làm sao nữa. Gần như ở những ngày qua chiến thắng đều rơi rất nhiều về phía anh em của Ngáo, Phê và Đập. Họ có đánh cuốn chiếu từ ô số 1, số 6 này đẩy xuống theo cái đường thẳng mình đang chạy này. Đấy, xử lý xong được M xã Đoàn, họ sẽ tính tiếp tới anh em bang Tao và anh em bang Sưng Bá. Tao và Sưng Bá thì có một cái gì đó tập trung, cũng không có gì nổi bật em ạ. Họ chỉ gắn ô số 3, số 4 này thôi. Như thế này thì sẽ khó dành cho M và xã Đoàn rồi. Rồi nếu ở cái thế trận như này họ dâng lên cao thì chắc chắn là đối đầu cùng với Ngáo, Phê, Đập. Còn rút xuống dưới thì kiểu gì cũng bị ảnh hưởng luồng đam của anh em bang Sưng Bá và bang Tao nữa. Đó. Đây gọi là sơ đồ chiến thuật là 3-2-2 em nhé. Đập này, Phê và Ngáo này, đây là 3 này, xã Đoàn này, M này, 2-2 này, ở dưới này Tao này, Sưng Bá này. Thuyền thì nó sẽ diễn ra nhanh nhưng nó không lâu giống như là quả em ạ. Hôm nay chúc mừng một nhân vật ở trong server chúng ta đã mở ra được cái số 68 hay số 86 đấy. Nó nằm trong cái danh sách số may mắn của Even lần này. Và nhận về con ngựa buôn tiêu, con phim Phi Vân đầu đàn. Được bảo hộ vĩnh viễn với số tiền 5 triệu của Dĩ Việt Nam. Chào Kẹo nha, chào Đức Trọng, chào tất cả anh em. Một phút nữa thôi sẽ là thế trận 3-2-2. Thêm cả chơi như này, có anh em bằng chơi nhưng mà số lượng đếm với đầu ngón tay. Đây anh em bằng Ngáo đây, rất đông, đội hình chủ lực trong liên minh màu tím bắt đầu rồi anh em ơi. Chúng ta thấy được rằng Phê đã tách ra và họ đang giao tranh cùng xã Đoàn ở ô số 2 và 5. Trong khi đó thì M đang bị kẹp giữa ở ô số 6 và 5 này. Một mặt là Ngáo, một mặt là Phê. Như thế này xã Đoàn có gồng qua được Phê không anh em ơi? Phê nát rồi, M thì sao? M đang đánh với anh em bang Ngáo ở ô số 1 và ô số 6. Rất căng nha. Có thêm cả Đập nữa, Đập đang chi viện cho Ngáo rất hay. Cánh trái là Ngáo, cánh phải là Đập. Và xã Đoàn đang tỉa vào lưng của anh em bang Đập. Còn Ngáo thì đang đẩy vào M ở giữa ô số 6 này, rất hay. Vậy là Tao và Sưng Bá vẫn không tham chiến vào cuộc đấu tay 3 tay 2 này nhá. Họ vẫn tập trung ở phía dưới thôi. M vẫn còn anh em ơi.
Bây giờ thì Ngáo lại bị vây bởi anh em băng xã đoàn với băng mờ. Thì lực lượng của đập cũng đã bị mỏng rất nhiều và bị co cụm ở ô số 1. Trời ơi, điều gì đã xảy ra này? Liên minh của mờ và xã đoàn lại đang có một tình huống lội ngược dòng anh em ạ. Ở những trận đấu trước thì họ thường bị đánh nát sớm bởi Ngáo, Phê vào đập. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy có một sự chuyển biến rõ ràng. Lực lượng của Phê đã bị đánh bại hoàn toàn rồi, đập cũng vậy. Và đến bây giờ thì số lượng em băng Ngáo đang ảnh hưởng rất nhiều bởi xã đoàn đang dồn vào ô số 1. Lực lượng của mờ đã mỏng đi rồi. Tuy nhiên Ngáo cũng đã bị tổn thất quá nhiều luôn. Cơ hội để cho xã đoàn sẽ xử lý xong được số lượng còn lại của em băng Ngáo ở trong phong lăng độ này. Thì gần như bây giờ lực của xã đoàn là mạnh nhất. Một trận thuyền hay. Nó không còn phải là cái trận một chiều giống như ở những buổi tối trước nữa. Vẫn còn những thành viên của đập, Phê và cá mờ nữa, nhưng là không nhiều. Trong cái đó tao và Sưng Bá vẫn chơi cố thủ ô số 3, ô số 4. Đúng là tôi bỏ đánh nhau rủi mũi chết anh em ạ. Vì thế bang tao và bang Sưng Bá họ không dại dột để tham chiến vào tình huống này. Có thể cho các bang hội có sức mạnh lớn hơn giao tranh cùng với nhau trước. Và khi lực lượng bào mòn thì cuộc chiến giữa họ sẽ trở nên cân bằng hơn. Xã đoàn còn rất đông và Ngáo đã mỏng đi quá nhiều rồi. Vậy là mờ và xã đoàn thắng được Ngáo, Phê đập ở trên trận thuyền này anh em nhé. Nhưng vẫn còn bằng tao và bằng Sưng Bá nữa. Tuấn Lý 6789 cũng đã rụng rốn rồi anh em này. Vâng, vậy là Ngáo bị đánh bại em nhé. Chiến thắng thuộc về mờ và xã đoàn. Nhưng bây giờ thì sẽ là cái việc mà xã đoàn sẽ phải đối đầu làm sao với hai bang còn lại. Đó là Sưng Bá và cả tao nữa. Vậy là vừa rồi giữa Sưng Bá và tao đã có một pha nhấp nhả với nhau. Ô số 3, số 4. Bây giờ thì là cái trận chân vạc. Và lực lượng là đều nhau rồi. Thì xã đoàn đã tổn thất rất nhiều lực lượng với cuộc chiến trước đó. 7 bang em ạ. Thực ra 7 bang đánh thuyền nó rất khó anh em ơi. Chia nó sẽ rất khó. 7 bang thì dụng mất 4 bang rồi. Bây giờ còn 3 bang nữa. Ngáo nát rồi anh em ơi. Không còn nữa rồi. Rồi chỗ này chỉ còn có xã đoàn tao và Sưng Bá nữa thôi. Rồi Sưng Bá đẩy sang rồi anh em này. Nói chung giống như kiểu là cuộc chiến là nhánh trên nhánh dưới anh em này. Nhánh trên là đã xử lý nhau xong rồi. Nhánh trên thì chỉ còn lại xã đoàn thôi. Còn nhánh dưới giữa anh em bang Sưng Bá và anh em bang tao, họ đang đánh mặc định. Có một trận thuyền rất thú vị. Trận thuyền 7 bang. Ồ, vậy là Sưng Bá mỏng em ơi. Và bây giờ lực lượng của tao lại là đông hơn Sưng Bá nhá. Khả năng là Sưng Bá nát. Thế này mà băng tao không dồn lên để đẩy nhờ. Trời chắc cộm quá anh em ạ. Rồi vậy là xã đoàn quyết tâm đánh tao cho tình huống này. Họ muốn cuốn chiếu để giải quyết nhanh. Tao vẫn đang chia mũi tấn công của mình sang phía của anh em bang Sưng Bá thì ngay lập tức họ bị xã đoàn thổi bay xuống dưới dòng phong lăng độ rồi. Quá hay. Chiến thắng chung cuộc sẽ dành cho xã đoàn. Vì thế những cái chết của người đồng minh M sẽ không là vô nghĩa. Cuối cùng sau bao nhiêu tháng ngày tính toán chiến thuật, họ đã phá vỡ đi được quy tắc 2-3. Đã đánh bại được 5 băng hội còn lại. Đó là Ngáo, Phê đập và tao cùng với Sưng Bá trên phong lăng độ rồi. Chúc mừng một trận thuyền hay mà chúng ta đã được theo dõi vào ngày Chủ nhật.
Lát nữa thì tới 9 giờ mình sẽ lên mình live Tống Kim anh em xem nhé. Và cũng giống như là tổng kết ngày cái tuần này để tổng kết cho vua Tống Kim này, tổng kết cho đua ngựa này và tổng kết cho những cao thủ nằm trong top 10 mà xếp hạng trong tuần vừa rồi. Cảm ơn em nhé. Bây giờ thì xin chào và gặp lại.